Các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X từ 1/10 2.9 với một cái bản nâng cấp đề cao có tính thẩm mỹ lẫn hiệu năng. Một tay chơi xe có tên là Nguyễn Trần vừa cho ra đời một cái bản đồ lấy cảm hứng từ bản Yamaha X từ 1/10 2.9 Mobistar. Tuy nhiên cái chiếc Exeter của dưới đây không quá là cầu kỳ mà chỉ chú trọng vào những chi tiết lớn để thay đổi cái khả năng vận hành lẫn cái tiếng nổ của xe. Khoác cho mình bộ tem phong cách là Monster, khoác cho mình bộ tem phong cách là Mobistar. Đấy, điểm nhấn bộ tem này chính là cái chữ M được làm to lớn trên cái gam màu xanh lá ở phiên bản cũ hoặc là màu trắng cái mẫu mới nhằm thay cái phần ốp trước của xe. Bộ tem này được rất nhiều anh em chơi mô phỏng lại khiến cái cả nhà Yamaha Việt Nam cũng phải tung ra một cái phiên bản chính hãng để làm hài lòng những dân chơi xe trong nước. Chèn chân ở dùm cái mâm ba đào chuẩn không cần chỉnh dành cho cái dòng xe Yamaha được người chủ sơn lại gam màu cam vô cùng nổi bật. Đi cùng đó là những cái bộ đĩa trước JS kích thước là 260, chứ cái bằng phát heo trước cũng được làm cái phát để ăn hết mặt đĩa. Xe trước được thay mới bằng sản phẩm của X nhỏ, có cái phần dẹt con phía sau dài hơn, hạn chế tình trạng đứt cát bắn trực tiếp vào cái thân máy. Một góc khác về cái dàn chân sau, ta thấy cái bộ hò đêm được sản xuất dành riêng cho cái chiếc X-10 ở dụng với chiều cao là 280m. Đi cùng với bình dầu phụ có đúng chỉnh để kiểm soát hành trình hồi trả nhanh hay chậm của chiếc xe yêu của bạn. Phần yên được cắt gọt lại trông là mỏng manh hơn, lạ mắt hơn. Phần da bên ngoài nó bật với cái dòng chữ Kinrush, một hiệu khá nổi tiếng được anh em chơi Exeter hiện nay Việt Nam được ưa dùng. Hai thảo là bộ Levin Carbon đem lại thức âm thanh quy lực hơn cho chiếc lộ mỗi khi người chủ lên ga lớn. Exeter 1/10 nâng cao cái tôn vinh vẻ đẹp đơn giản đến từ Baker Quảng Nam. Cái chiếc X-10 thế hệ tiếp theo của cái chiếc X-10 1/5. Dòng xe này đi cùng một cái sự ấn tượng rất mạnh từng xem bằng bóp dáng hầm hố, động cơ mạnh mẽ. Chưa dừng lại đẹp nguyên thủy, các độ chuyển dần dần được ra đời ngày càng nhiều hơn. Và cái chiếc X-10 1/10 độ chuyển như đây là một dẫn chứng cụ thể. Xem tấm bản cái con chiến mã phát cho mình bộ áo phong cách FX skin nó bật thể thao. Đi cùng đó là những món đồ chơi kiện giá trị được các đại xe cứng cáp hơn rất nhiều. Phần đầu đáng yêu, cặp kính cho JS, hai vết lái được trang bị bao tay Raceboy đi cùng chiếc cụ Titan D5. Độ sáng được tăng cường bằng led chờ sáng L4 được gắn gọn gàng dưới phần tay lái ở bên trái. Ở giữa ba ga được trang bị một cái bộ điều FFI. Đây là cái món đồ chơi vừa tăng độ kiện độc lạ và còn tác dụng bổ trợ phun xăng và bồn đốt đối với những xe dùng động cơ FFI. Chèn chân mỏng manh hơn chế mâm da JS, việc gắn cái dòng mâm này không quá khó khăn. Chỉ việc gia công hai cục canh CNC chuẩn là ok. Cái bộ sim được phay lại với kiểu dáng mà ta thường bắt gặp trên dòng xe Rush. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa Gaffer đi cùng với lòng nhôm CNC 4 lỗ kết hợp cùng hẹp Rainbow 2-bit đối xứng logo lớn. Việc gắn và nâng cấp cái dòng xe này bắt buộc người chủ phải làm là các phát nhôm và được đo đạc cực kỳ chuẩn để gắn hoàn chỉnh lên xe. Không chỉ tăng độ kiện mà còn giúp phanh ổn định hơn xử lý những tình huống khẩn cấp. Góc máy tạo điểm nhấn với đội hình ốc thái màu bạc là cực kỳ đẹp. Bên cạnh đó ta thấy được cần số đơn được thay thế bằng cần số hai chiều từ của Katex được gia công từ nhôm nguyên khối. Ở đây ta thấy được cái bộ Raceboy bình dầu rời. Đây là cái món đồ chơi rất được nhiều biker ưa chuộng, vừa tăng cái độ nhún êm ái cho xe mà còn lắp đi những khoảng trống không cần thiết thông qua cái bình dầu phụ. Che zin được thay mới bằng dạng FZ với kiểu dáng đơn giản hơn. Tuy nhiên di chuyển ở mùa mưa thì dạng FZ không phát huy được tác dụng cản bùn đất như dạng zin. Ống dẫn zin được mang đặc sự lạ mắt cho người xem khi trang bị Double của Exeter 2010. Đi cùng đó là combo Titan cực đẹp trong từng khúc nối. Hệ thống van sau được nâng cấp tương tự ba lái trước theo Rainbow 2-bit đối xứng logo lớn quay ngược qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC. Chỉ với những thay đổi đơn giản đó thôi nhưng em ấy đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt người xem. Cảm ơn các bạn hãy gửi các bạn để trực tiếp nhớ like, subscribe.